Sau hơn 9 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã đạt được những kết quả thành công nổi bật và ấn tượng, được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Hello, chào mừng các bạn đã đến với Việt Nam Thức Giấc. Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, tham gia nhiều tổ chức và có tiếng nói rất mạnh trên cộng đồng quốc tế. Mới đây nhất là Việt Nam đã trở thành chủ tịch, anh cả của lực lượng giữ gìn hòa bình ASEAN. Sáng ngày 13 tháng 6 tại Hà Nội khai mạc hội nghị mạng lưới các trung tâm giữ gìn hòa bình ASEAN APCN lần thứ 8. Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của hội nghị là cơ hội để Việt Nam và các quốc gia thành viên trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong công tác tổ chức huấn luyện và chuẩn bị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực huấn luyện và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, góp phần thiết thực vào nỗ lực gìn giữ hòa bình chung của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị cũng bàn thảo, thống nhất phương hướng hoạt động năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm mục đích tăng cường quan hệ đối tác về hoạt động gìn giữ hòa bình giữa các thành viên ASEAN, đồng thời tăng cường hợp tác, liên kết, nâng cao xây dựng năng lực trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giữa các nước thành viên ASEAN. Sau hơn 9 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã đạt được những kết quả thành công nổi bật và ấn tượng, được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Từ tháng 6 năm 2014 đến nay, quân đội Việt Nam đã triển khai 533 lượt cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực ABI và trụ sở Liên Hiệp Quốc. Trong đó, 95 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 252 cán bộ, nhân viên của 4 thay đội bệnh viện dã chiến tại phái bộ Nam Sudan và 184 cán bộ, nhân viên của đội công binh tại phái bộ UNITFA. Hội nghị được tổ chức tại Việt Nam từ hôm nay đến ngày 15 tháng 6. Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của nước chủ tịch và chủ mạng lưới các trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN đương nhiệm, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong khu vực ASEAN, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của các nước thành viên trong khu vực. Ngoài những thành tựu về gìn giữ hòa bình, quân đội Việt Nam cũng được bạn bè quốc tế khen ngợi, cụ thể là mới đây nhất, Đại tá Pháp đã phát biểu về Hải quân Việt Nam như sau. Đại tá Pháp khen Hải quân Việt Nam rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chiến hạm Prairieau thuộc nhóm khinh hạm, chuyên trách nhiệm vụ giám sát của Hải quân Pháp đã cập cảng Hải Phòng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam với nhiều sứ mệnh quan trọng. Chuyến thăm Việt Nam của tàu tuần dương Prairieau đánh dấu sự phát triển trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam. Chuyến thăm của tàu hộ vệ Pháp. Tàu hộ vệ Prairieau có chuyến thăm xã giao tại thành phố Hải Phòng từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 nhằm thể hiện tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng Pháp-Việt cũng như cam kết của hai nước trong tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt về tự do hàng hải. Tàu tuần dương Prairieau có thủy đoàn gồm 100 sĩ quan, hạ sĩ quan do Đại tá François Maynen làm chỉ huy. Tàu có chiều dài 93,5m, rộng 14m, tải trọng khoảng 3.000 tấn. Cần nhấn mạnh rằng đây đã là lần thứ tư tuần dương hạm Prairieau thăm Việt Nam. Đánh giá về động thái tàu Hải quân Pháp thăm Hải Phòng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nêu rõ, chuyến thăm xã giao của tàu Prairieau đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước và sự thiết tha của hai bên trong việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là tự do hàng hải. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery khẳng định những chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp đến Việt Nam là sự kiện rất quan trọng bởi đây là một trụ cột của hợp tác quốc phòng song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Pháp đến Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Đây là sự kiện quốc phòng lớn nhất trong năm kỷ niệm này, đại sứ nói. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Đại tá François Maynen đã dẫn đầu đoàn đại biểu tàu tuần dương Prairieau đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhân chuyến thăm hữu nghị thành phố cảng. Khẳng định chuyến thăm đánh dấu sự phát triển trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam, Đại tá François Maynen bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố Hải Phòng với đoàn thủ thủy Pháp. Đại tá Maynen cho biết, trong thời gian thăm hữu nghị tại Hải Phòng, đoàn sẽ có hoạt động giao lưu ý nghĩa với các đơn vị, tổ chức, học sinh của thành phố, đồng thời mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị thời gian tới. Hải quân Việt Nam rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Vào tháng 3 năm 2021, giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
tàu Prandtl đã được phép cập cảng Cam Ranh trong 4 ngày để các kỹ sư Pháp sửa chữa trực thăng Alouette-3 gặp sự cố trên tàu. Cũng nhân dịp cập cảng Cam Ranh, thủy thủ đoàn trên tàu khi đó cũng được lên bờ nghỉ ngơi sau gần 2 tháng lênh đênh trên biển. Đại sứ Pháp một lần nữa bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã tổ chức đón tàu hải quân Pháp trong thời kỳ đại dịch Covid-19, dù điều kiện rất khó khăn vừa qua. Đại tá Maynard, hạm trưởng tàu Prandtl, đã khen ngợi hoạt động chuyên nghiệp và hiện diện thường trực của hải quân cùng các lực lượng trên biển Việt Nam trong chuyến thăm Hải Phòng lần này. Hải quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng rất đáng tin cậy, vì vậy chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến thăm đến Việt Nam, đại tá Maynard nói trong lúc tàu neo đậu tại cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng. Chia sẻ cụ thể hơn, ông Maynard cho biết tàu Prandtl đã gặp rất nhiều lực lượng trên biển của Việt Nam, từ hải quân đến cảnh sát biển và bộ đội biên phòng trong hành trình từ Vịnh Bắc Bộ vào cảng Hải Phòng. Hạm trưởng tàu Prandtl khen ngợi lực lượng trên biển của Việt Nam rất chuyên nghiệp và luôn hiện diện thường trực ngoài khơi. Bên cạnh các hoạt động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, đại tá Maynard nói rằng thủy thủ đoàn Pháp cũng giao lưu nhằm tăng cường tình hữu nghị với các chiến sĩ hải quân Việt Nam, giúp hai bên phối hợp dễ dàng hơn trong quá trình huấn luyện chung trên biển. Bảo đảm quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Đánh giá về tiềm năng hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp, đại sứ Guarneri cho rằng quan hệ này dựa trên nhiều trụ cột quan trọng và hoàn toàn không bị đình trệ vì đại dịch Covid-19. Bên cạnh những chuyến thăm của tàu hải quân, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, cũng như cử sĩ quan phụ trách liên lạc đến công tác thường trực tại Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ngoài hai trụ cột chính này, theo đại sứ Guarneri, Pháp cũng muốn tái khởi động hợp tác trong hai lĩnh vực quan trọng khác là quân y và thủy đạt. Bộ Quốc phòng Việt Nam hàng năm cũng cử sĩ quan sang học tại các trường quân sự của Pháp ở mọi cấp độ và thuộc các binh chủng hải lục không quân. Đó là mảng hợp tác chưa bao giờ ngừng, đại sứ Guarneri nhấn mạnh. Văn phòng tùy viên quân sự Pháp cũng phối hợp với Việt Nam tổ chức những khóa học tiếng Pháp tại Hà Nội cho các học viên chuẩn bị sang Pháp hoặc quân nhân sắp triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình ở những nước nói tiếng Pháp. Thực tế, hoạt động tuần tra trên biển của tàu chiến Pháp cũng mang ý nghĩa chính trị quan trọng, bởi Việt Nam và Pháp có quan điểm và lập trường chung về những vấn đề trong khu vực như chủ nghĩa đa phương, an ninh hàng hải, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo thực thi pháp luật trên biển, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chúng tôi chia sẻ lập trường với Việt Nam về nguyên tắc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, cần bảo đảm quyền tự do đi lại ở Biển Đông, đại sứ Pháp nói và nhấn mạnh chuyến thăm của tàu Prandtl và cách chúng tôi hỗ trợ Việt Nam trong bảo vệ lập trường chung của hai bên. Diễn tập Passage. Tàu Prandtl khởi hành từ Tahiti ngày 20 tháng 2 và thực hiện nhiệm vụ giám sát hàng hải cho Foreign Fisheries Agency, FFA, cơ quan ngư nghiệp của diễn đàn các đảo trên Thái Bình Dương. Sứ mệnh nhằm giúp FFA chống nạn đánh bắt IUU trong các vùng biển quốc tế cũng như trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc đảo Thái Bình Dương. Đại tá François Maynard chia sẻ với báo Tuổi Trẻ rằng Hải quân Pháp có hai vai, ngoài nhiệm vụ quân sự còn thực hiện nhiệm vụ như cảnh sát biển. Thuyền trưởng Maynard lưu ý sự hiện diện của một chiến hạm Pháp tại khu vực không phải nhắm vào nước mà là sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực với các nước trong khu vực. Ngày 5 tháng 4, một nhóm thủy thủ đoàn tàu Prandtl và Hải quân Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát tàu tình nghi, phòng cháy chữa cháy trên tàu. Theo đó, tổ y tế của tàu cũng gặp các bác sĩ quân y Việt Nam và đến thăm Đại học Y Dược Hải Phòng. Ngày 6 tháng 4, khi tàu Prandtl rời cảng, Hải quân Pháp và Hải quân Việt Nam cùng thực hiện hoạt động diễn tập Passage Exercise. Đây là hình thức diễn tập, trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Các bạn nghĩ sao về sự phát triển, thành tựu và tiếng nói của Việt Nam trên thế giới nè? Hãy để lại bình luận, đóng góp xuống dưới video nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Việt Nam Thức Giấc nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!